Bộ tộc ăn thịt người. Tại một vương quốc châu Phi xa xôi, có ông tù trưởng rất đam mê săn bắn. Nó thoát rồi. Ồ, thật kỳ diệu. Người thôi ngay đi, lúc nào cũng thật kỳ diệu. Hay cũng kỳ diệu, dở cũng kỳ diệu. Có con mồi để sống mất rồi, còn kỳ diệu cái nỗi gì? Xin tù trưởng thứ lỗi, nhưng quả thật tôi thấy mọi thứ xảy ra trong cuộc sống đều là điều kỳ diệu. Ngài không thấy thế sao? Ta chẳng thấy thế một chút nào. Ta thấy anh dị hợm thì có. Từ bé đến giờ, bất kể là may mắn hay xui xẻo, cái gì anh cũng kêu lên thật kỳ diệu. Ta nghe mà bực mình. Xin tù trưởng đừng giận. Tôi có ý kiến thế này. Hôm sau chúng ta sẽ săn bằng súng. Người thấy thế nào ạ? Súng ư? Súng gì vậy? Đó là một loại súng săn hiện đại nhất hiện nay. Tôi mới mua được từ phương Tây ạ. Ồ, có vẻ hấp dẫn đấy. Loại súng này trông nhỏ gọn quá. Tù trưởng, xin hãy cẩn thận kẻo súng cướp cò. Người khỏi lo, cái này có gì mà ta không biết chứ. Á, tay của ta, cây súng đã cướp cò rồi. Tù trưởng làm sao vậy? Mau đi lấy thuốc đắp đến đây, nhanh lên. Tay của ta, tay của ta. Tù trưởng ngồi xuống đây đi ạ. Bỏ tay ra tôi xem có được không. Ta đau chết mất. Hả? Ôi không. Ôi, ngón tay cái của người đứt lìa rồi. Thật kỳ diệu. Cái gì? Ta bị đứt ngón tay mà ngươi còn kêu là kỳ diệu hả? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kỳ diệu. Bay đâu, mau lôi cổ Travis tống vào ngục tối cho ta. Thưa tù trưởng, bây giờ bàn tay của người đã lành lại rồi. Nhưng có điều mất đi một ngón, e là khó có thể đi săn trở lại. Không được, đi săn là đam mê của ta. Ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Bẩm tù trưởng, bên kia có một con nai ạ. Đâu? Kia ạ. Các người đứng yên ở đây. Dạ. Á! Thả ta ra. Nhà ngươi nói có lý ra biết à. Quả là nhờ mất ngón tay, ta đã gặp điều kỳ diệu. Ta cứ nghĩ mãi về sự việc hôm qua đi săn gặp bọn thổ dân. Hãy tha thứ cho ta vì đã tống giam ngươi nhé. Ồ, không đâu thưa tù trưởng. Ngược lại, điều này thật kỳ diệu. Ý ngươi là sao? Tại sao việc ngươi bị tống vào tù lại là điều kỳ diệu? Nếu tôi không bị bỏ tù, có lẽ tôi đã đi săn cùng ngài. Và bộ lạc kia đã tế sống thần mất rồi. Ờ, cũng phải. Có lẽ ở đời, mọi việc xảy ra đều có lý do, ý nghĩa riêng của nó. Cả những điều tưởng chừng là tai họa, khi nhìn nhận lại mới thấy rằng, thực ra đó chính là điều kỳ diệu của cuộc sống. Kit và Mít. Kẹo của anh chứ? Không, kẹo của em. Ôi! Đáng đời chưa? Ai bảo dám nhìn kẹo của anh? Ôi, mẹ ơi! Sao thế con? Anh Kít làm con ngã đó. Ờ, không phải con mà. Là em Mít tự ngã đấy ạ. À. Anh ấy không cho con ăn kẹo mút mẹ ơi. Thôi nào, con yêu, nín đi. Mẹ thương mà. Đưa cây kẹo cho mẹ. Kẹo của con mà. Con là anh, phải nhường em chứ. Đưa ngay cho mẹ, nếu không mẹ đánh đòn đấy. Quang hô mẹ. Mẹ lúc nào cũng bên cái Mít.
Kit ơi, mẹ mới mua cho em này, anh thấy có đẹp không? Hả? Mẹ mua đồ chơi cho em à? Mẹ ơi, mẹ có mua đồ chơi cho con không? Đồ chơi gì? Tuần trước mẹ mới mua cho con robot rồi mà. Trời, Mít có đồ chơi mới mà con thì không. Mẹ chỉ mua cho em mà không mua cho con à. À, cô thỏ bù hàng xóm cho Mít đấy, mẹ có mua đâu. Ừ, mẹ nói dối. Kit, không được hỗn, con dám nói với mẹ như thế à? Lúc nào mẹ cũng bên em Mít, mua đồ chơi cho em Mít. Mẹ yêu em Mít, không yêu con ghét mẹ. Ơ kìa, Kit. Sao muộn thế này mà mèo Kit vẫn chưa về nhỉ? Không biết lại la cà chơi đâu rồi. Chết rồi, trời sắp mưa rồi. Kit ơi, con ở đâu? Kit ơi, con ở đâu? Mẹ ơi, mẹ đừng chết nha. Mẹ không sao, anh Kit đã về chưa? Dạ chưa ạ, để con đi tìm anh ấy. Anh Kit ơi, anh đang ở đâu? Này, mèo Mít, có chuyện gì mà vừa đi vừa khóc thế cháu? Cháu đang đi tìm anh của cháu, bác có thấy anh cháu ở đâu không? Anh ấy bỏ đi từ sáng hôm qua, tới giờ vẫn chưa về nhà. À, hôm qua, bác nhìn thấy mèo Kit đi cùng với thỏ xám. Cháu thử đến nhà thỏ xám tìm xem. Vâng, cháu cảm ơn bác. Có ai ở nhà không? Ai đấy? Ôi, anh đây rồi. Em đến đây làm gì? Sao em biết anh ở đây mà tìm? Sao hôm qua anh không về nhà? Anh về ngay đi. Anh không thích về, mẹ chỉ yêu em thôi, chứ có yêu gì anh đâu. Anh không muốn sống ở nhà nữa, từ giờ anh sẽ ở đây. Anh đừng có như vậy mà, anh về đi. Hôm qua mẹ đi cả đêm tìm anh, giờ mẹ đang ốm nặng lắm, anh không về là mẹ chết đấy. Hả? Cái gì? Mẹ có sao không? Ôi, con đã về rồi, mẹ không sao. Mẹ ơi, con nghe cả rồi, mẹ đừng chết mẹ nha. Mẹ lo con gặp chuyện nên phải đi tìm, con về nhà bình an là mẹ khỏe rồi. Mẹ lo cho con thế sao? Thế mà có lúc con nghĩ mẹ không yêu con. Ngốc quá, con là con của mẹ mà, sao mẹ lại không yêu con? Vì em biết còn nhỏ, chưa có hiểu chuyện nên mẹ mới nuông chiều hơn thôi. Hai đứa đều quan trọng với mẹ như nhau mà. Dù là em Mít hay là con gặp chuyện gì, mẹ đều không thể sống nổi đâu con ạ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Anh ơi, từ giờ em sẽ không hư nữa đâu, anh đừng bỏ đi nha. Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không ghen tị với em nữa đâu. Tốt rồi, các con của mẹ. Mẹ yêu các con. Trưa trầy trưa trợt ra rồi mà mình vẫn còn ngủ hả? Cái gì? Cái gì thế? Mình ơi, dậy đi nào. Mình dậy ra đồng tháo nước vào ruộng, để tôi còn kịp cấy lúa chứ. Ôi dào, để tôi ngủ thêm chút nữa. Nhà bác Tư có nhà không? Xin hỏi, bác đây là... Hai bác không nhận ra tôi à? Tôi là Chu đây, Chu hàng xóm nhà bác đây mà. Ôi, đúng là bác Chu đây rồi. Ai ngờ, giờ lại sang trọng ai vậy thế chứ? Mời bác ngồi xơi nước. Tôi về đây trước là thăm lại họ hàng, làng xóm, sau là để trả món nợ ân tình với anh chị. Kể ra không có anh chị, chắc tôi không có ngày hôm nay. Nhờ công của vợ chồng tôi á, bác cứ đùa. Thế cô chú không nhớ à? Trước khi bỏ làng đi làm ăn, tôi có mượn của cô chú mấy đồng vàng. Giờ tôi xin gửi lại, biếu thêm cô chú một ít lấy vốn làm ăn. Ôi, sao nhiều thế này? Thấm tháp gì so với tài sản của tôi đâu. Bác không làm ăn phi pháp đấy chứ? Phi pháp cái gì chứ? Chú biết đấy, trước đây tôi nghèo nhất làng, một thước đất cắm dùi không có. Bây giờ chán quá bỏ nhà đi, ai ngờ lên núi lại may mắn đào được vàng. Thật, thật thế hả bác? Thì vàng đây, bằng chứng đây nè. Cũng may,
Trước đây cô chú cho tôi vay tiền làm lộ phí, giờ mới được khấm khá thế này. Mình à, mình đi thịt con gà để anh em tôi nhắm rượu hàn huyên. Vâng, tôi đi ngay đây. Ăn đi, tôi còn dọn dẹp nữa. Tôi quyết tâm rồi, ngày mai sẽ lên núi tìm vàng. Ông điên rồi, lấy đâu ra vàng cho ông đào chứ? Đầy chứ đâu. Tôi nghĩ thế này, số tiền hôm nay bác Chu trả nhà mình, vợ chồng mình tậu thêm mấy mảnh ruộng, rồi chăm chỉ làm ăn, chả mấy mà có của ăn của để, phải đi đâu xa tìm vàng làm gì. Bà không muốn nhanh chóng giàu có như bác Chu à? Tôi quyết rồi, ngày mai tôi sẽ lên đường. Trời ơi, hú hồn, tí nữa thì mất mạng rồi. Sao thế này? Sao không thấy gì cả? Hết tiền lộ phí, vàng chẳng thấy đâu, chỉ thấy vàng cả mắt. Thôi thì đành trở về quê nhà, còn hơn là chết vùi ở nơi đất khách quê người này. Ông tìm ai? Là ông phải không? Sao lại đến nông nỗi này? Là mình đấy ư? Tôi tiêu hết tiền lộ phí, vàng thì chẳng thấy đâu. Đói rét, may mà giữ được cái mạng nên quyết định về quê. Nhà ai mà đẹp vậy mình? Nhà của mình chứ đâu. Cái gì? Bà xây được cơ ngơi khang trang to đẹp thế này sao? Đúng thế, từ ngày ông đi, tôi chăm chỉ làm ăn, tích cóp, rồi có của ăn của để, ngày một khấm khá hơn. Hóa ra là vậy. Tôi chỉ là đồ ăn hại. Mình thấy đấy, có phải ai đi tìm vận may cũng sẽ gặp đâu. Nhưng nếu chúng ta chăm chỉ sẽ tạo ra vận may. Cảm ơn mình, tôi hiểu rồi. Thôi vào nhà đi nào, mình về là tốt rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.